Trang Quỳnh, bản màu giới hạn, tập 181, bắt ma ra thầy thuốc. Ai bị bệnh gan, bị sơ gan cổ trướng, hãy uống thuốc gia truyền của tôi, bảo đảm trong 7 ngày sẽ hết bệnh, đời con đời cháu cũng không mắc phải bệnh gan nữa, mãi vô, mãi vô. Thuốc gia truyền, chuyên trị bệnh gan. Nếu sau 7 ngày mà không hết bệnh thì sao? Tôi sẽ hoàn lại tiền lại gấp đôi. Một gói thuốc giá 2 hào, nếu không hết bệnh, tôi sẽ trả lại 4 hào. Ổng cả gan bảo đảm như thế, chắc là thuốc hay đấy, mua đi. Có vẻ họ chịu mua rồi, mày đưa thuốc ra chào đi. Ai sơ gan, yếu gan, nhát gan, hãy uống thuốc gan hiệu con thỏ đây. Tao mua 2 gói, tao mua 6 gói. Mua chi dữ vậy? Nhà tôi có 6 người, ai cũng nhắc gan cả, phải uống thuốc gan cho gan dạ. Không phải đâu, nhắc gan đâu phải là đau gan, mà uống thuốc. Tao nghe mày rao như thế mà. Thì con vui miệng, rao cho vui vậy mà, không bị bệnh thì đừng có mua, uổng tiền. Bữa nay bán được 10 gói cũng khá. Đáng lẽ là được 16 gói, tại mày bảo ông kia không bệnh thì đừng mua. Mày làm tao bán không được 6 gói thuốc, phạt mày nhịn đói ngày hôm nay. Đúng là nuôi ong tay áo. Bà la, đứa nào là ma, ra cho tao bắt, mau. Thằng tí bị ma nhập rồi hả? Còn ma, ra cho tao bắt. Tí, mày bị sao vậy? Nó bị ma nhập, đi xin cẩu tiết thần dược tạt vào cho nó tỉnh. Ê ê, đừng có tạt máu chó vào người tao, ghê lắm. Nó tỉnh quẹo hạ, có bị ma nhập đâu. Tao không nhập vào nó thì thôi, chứ ma nào dám nhập vào tao. Vậy chứ mày đang làm trò gì vậy? Tao đang học nghề thầy pháp, khỏi cần học kinh sách, khỏi cần thi cử, khỏi cần bằng cấp, mà cũng hái ra tiền. Thầy pháp thì phải có sư phụ dạy cho, chứ tự học sao được. Sư phụ của tao đây. Có một ông thầy pháp thua bạc, đem cầm quyển sách này cho mẹ tao. Tao đọc và tao biết đây là sách bí truyền dạy nghề thầy pháp. Tao luyện cả tháng nay rồi, giờ tao thực hành. Bắt thử một con ma, tụi tao mới tin. Theo tao. Bà là cha, nơi nào có ma? Kia rồi, có một con ma đang ngồi khóc đằng kia. Ma ơi, mày không thoát khỏi sợi dây ngũ sắc của thầy tí hồ đâu. Vút. Bắt được nó rồi, chúng mày dùng cái bao bố âm dương chụp nó lại cho tao. Hấp. Còn ma kia, mau khai lý lịch. Lý lịch là cái gì, ăn được không? Tao đói quá. Tên họ. Khỉ gió. Tên gì kỳ vậy? Tao không biết, thường ngày thầy tao gọi tao là thằng khỉ gió nên tao nghĩ tên tao là thế. Quê quán, cha mẹ? Không có, không biết. Vì sao mày chết mà không về âm phủ? Tao có chết đâu. Còn ma này tưởng qua mặt được ta à? Tao không phải ma, thả tao ra, bào bổ hồi quá. Ông thầy ơi, ông thầy bắt người sống rồi, thả nó ra mau, kẻo nó chết ngộp đấy. Không, nó là ma, để tao trị nó. Ma mà dập chân thình thịch thế à, thả nó ra mau. Là cô cậu bán thuốc dạo đây mà. Dẹp cái nghệ tài pháp của mày đi, kẻo có ngày bị đánh bập mình đấy. Ừ thì dẹp. Có gì ăn không, tớ đói quá nên ra đây khóc cho đỡ đói. Mày đi mua cho nó bánh ú, tiền này. Sao cha cậu không cho cậu ăn cơm? Ông thầy thuốc đó đâu phải cha tớ. Ông bắt cóc tớ từ nhỏ để làm đầy tớ không công cho ổng. Bữa nay tớ làm ổng mất 6 gói thuốc nên ổng không cho tớ ăn cơm. Sao cậu biết ổng bắt cóc cậu từ nhỏ? Nhỏ đâu có biết gì. Mỗi lần ổng say rượu đánh tớ, ổng đều nói như thế. Sao cậu không trốn đi, tìm về với cha mẹ? Xem nè, ổng đều lá bùa này cho tớ. Ổng nói nếu tớ trốn đi sẽ bị bệnh cùi. Tớ không dám trốn mà cũng không dám phản đối ổng. Thì tháo cái bùa ra.
Ông nói tháo ra thì học máu chết ngay. Xạo. Học máu đâu, chết đâu. Cậu yếu bóng vía quá, để ông hù. Thằng khỉ gió đâu, sao mày không về trộn thuốc? Mày chết với tao. Chết rồi, tớ sẽ no đòn. Chạy đi, tìm chỗ tá túc rồi tính sau. Khỉ gió, đứng lại. Tao rượt mày tới trời. Ổng chạy nhanh quá, thoát không được rồi Quỳnh ơi. Cứ chạy đi, sẽ có người chặn ổng lại. Hỡi bạn ý à đường xa, hái hoa ý à cho khéo. Chúng mày đứng lại. Bà Mộng Mơ ơi, ông thầy thuốc dạo nhờ con tặng đó hoa thầy lời muốn nói ạ. À. Hả? Tạ ơn trời, đợi mấy chục năm nay mới có người để ý tới con. Vậy là con vẫn còn duyên. Bà có thấy... Ôi, anh chàng thầy thuốc đẹp dai của em đây rồi. À, bà làm gì vậy? Thôi mà, xấu hổ gì nữa, già rồi mà. Cứu tôi với. Thoát rồi, tạm thời cậu về ở nhà tớ rồi tìm cách hồi hương. Trước khi hồi hương, tớ nhờ cậu một việc. Cứ nói. Cậu báo quan bắt ông thầy Phỉnh đi, ổng làm thuốc giả, lừa tiền người ta đấy. Ổng lấy một tí thuốc thật để có mùi, rồi trộn với cám lợn để làm cao đơn hoàn tán. Đến đầu ổng cũng rao, nếu sau 7 ngày mà không khỏi bệnh thì ổng đền tiền gấp đôi. Thế nhưng đến ngày thứ 6 thì ổng chuồn mất, không bắt đền được ổng. Tớ sợ lá bùa nên không dám tố cáo ổng. Có lệnh của quan thu toàn bộ thuốc ông về để xem là thuốc thật hay thuốc giả. Thuốc đây, quan cứ xem, thật hoàn toàn đấy. Vì sức khỏe của dân chúng, yêu cầu ông xem xét kỹ càng và trung thực. Tôi là lương y có tiếng từ mẫu mà, xin quan yên tâm. Bẩm, tôi đã xem kỹ, đây hoàn toàn là thuốc thật, thuốc tốt. Vậy là người ta ghét ổng, vu khống cho ổng rồi, trả thuốc lại cho ổng đi. Hê, ta đã tính trước việc này, ta luôn có sẵn thuốc thật cho các người khám mà. Tớ không có nói sai đâu, chính tay tớ trộn cơm cháy vào thuốc mà, ngày nào tớ cũng trộn mà. Vậy là ổng có cách đối phó với quan rồi, ông này đáo để ghê. Ổng cắt thuốc giả ở đâu? Tớ trộn thuốc xong rồi đưa ổng, ổng cắt ở đâu tớ không biết. Khi nào bán thì ổng đưa thuốc cho tớ. Hay nhỉ, gánh thuốc nhỏ như cái lỗ mũi mà ổng giấu kín thật. Được rồi, tớ có cách buộc ổng phải đưa thuốc giả ra. Bán cho tôi 5 gói. Mua thuốc về uống đi, quan đã xét thuốc thật, thuốc tốt không đấy. Hè hè, quan vô tình quảng cáo thuốc giùm ta. Tôi cần mua số lượng nhiều, ông có không? Có, bao nhiêu cũng có, ông cần bao nhiêu? 200 gói, tôi là lái buôn, tôi lấy thuốc để bán lại. Sáng mai tôi lấy, tiền cọc đây, viết giấy nhận đi. Trúng mối lớn, quan quảng cáo hay thật. Chết, một mình ta làm sao làm nổi 200 gói trong một đêm. Ước gì thằng khỉ gió trở về. Ông ơi, ông có cần thuê người giúp việc không ạ? À? Quê mày ở đâu? Dạ ở Túc trong Bình Định ạ. À. Con ra đây ở thuê cho người ta. Giờ người ta không thuê nữa nên con cần tiền để về quê. Quê ở xa thì được. Điều kiện làm việc là không được đi ra khỏi chỗ bán thuốc. Lúc nào cũng phải ở đây, chịu không? Dạ chịu ạ. Còn có ai quen đâu mà đi chơi. Đây, trộn mấy thứ này với nhau, rồi ta chỉ cách làm tròn viên thuốc. Thằng khỉ gió nói đúng, một phần thuốc, 9 phần cám cho lợn ăn. Mày làm gì vậy? Con trộn xong rồi, con vo viên lại ạ. Cốp. Ai mượn mày vo viên? Viên thuốc của mày to như quả đạn thần công, ai nuốt được. Khuôn đây, bỏ thuốc vào, ép lại. Giống phần dê ghê. Đủ 200 gói rồi, ngừng ép. Đóng gói. Khò. Dậy, đóng gói rồi ngủ. Ông đóng đi, con phụ việc mà việc gì con cũng làm, ông chẳng làm gì cả. Khò. Tớ ngủ chủ làm, hừ, nếu sáng mai không phải giao hàng thì mày chết với tao ngay bây giờ. Tiền công của mày ngày hôm qua đây, nghỉ đi.
con sẽ làm cho ông thêm ngày này mà không tính tiền công. Con biết ông sẽ cần con. Tốt bụng ghê. Ông phẫn đầu, tại sao ông bán thuốc độc cho tôi? Thuốc thật đàng hoàng mà, ông đừng có vu oan cho tôi. Ông giao 200 gói cho tôi, tôi cho thằng nhỏ giúp việc uống một gói. Nó bị Tào Tháo rượt tới tấp kia kìa. Làm gì có chuyện đó, chắc nó ăn tào lao bị tháo ruột. Không tin thì ông uống thử đi. Mày uống thử giùm tao. Thôi con sợ uống thuốc của ông làm lắm. Thấy chưa, nó làm thuốc cho ông mà nó còn sợ. Sợ gì, để tôi uống. Rọt. Có sao đâu. Ui, đợi một chút. Véo. Sao kỳ vậy, thuốc của mình gây tháo ruột à? He he, không vấn đề gì. Tại tối qua tôi ăn xoài xanh với mắm đường. Ui. Véo. Chói nữa không? Thuốc của ông làm người ta bị tả đấy. Không phải đâu, tại tôi ăn nhiều xoài quá đấy. Trả tiền lại đây, tôi trả thuốc lại. Đợi một chút, tôi uống thuốc cầm sổ rồi tính. Nhỏ, lấy gói thuốc cầm sổ cho tao. Thuốc cầm sổ đây ạ. Rột. Ói, càng đau bụng hơn nữa. Xong chưa, vào trả tiền cho tôi. Mệt quá, đi không nổi. Ui ui. Nhỏ, ra tiệm thuốc tao, mua thuốc cầm sổ cho tao. Tao chết mất. Ông dặn con không được đi khỏi chỗ này mà. Con không đi đâu. Định ngồi trong đó luôn để khỏi trả tiền cho tôi hả? Ngồi từ sáng tới giờ rồi. Tôi mệt quá, cho xin miếng nước. Nước đây ạ. Ực, tiêu luôn. Ói ói, đau dữ dội. Ói. Đau quá, chết tôi, làm ơn mua thuốc cầm sổ. Nói thật cho ông biết nha, từ sáng tới giờ ông uống quá nhiều thuốc sổ rồi đấy. Không có thuốc nào cầm nổi đâu. Ông sắp qua đời rồi. Tao có uống gì đâu. Này nhé, trong gói thuốc ông bán cho ông lái buôn kia còn có trộn hơn phần nửa thuốc sổ, loại cực mạnh đấy. Rồi trong gói thuốc cầm sổ còn được ông uống cũng có hơn phần nửa là thuốc sổ, cũng loại cực mạnh, dành để trị bệnh táo bón kinh niên. Hi hi, trong chén nước còn được ông uống cũng có thuốc sổ. Tóm lại, trong nhà ông thứ gì còn cũng bỏ thuốc sổ vào cả. Cứu tao, tao sợ chết lắm. Ông biết thuốc này không? Biết. Thuốc cầm sổ dành cho vua. Ở đâu mày có? Cho tao, tao uống đi. Thuốc này là loại cực mạnh, cực tốt. Chỉ cần uống một muỗng là cầm ngay. Nhưng trước khi uống, ông phải ký vào đây. Đọc đi rồi ký. Thấy gì nữa đâu mà đọc. Gì cũng ký, miễn cầm sổ cho tao. Tao đuối lắm rồi. Vào nhà ngủ đi, rồi mai tính. Coi chừng ổng trốn đấy. Bò còn không nổi sức đầu nữa mà trốn. Xin giới thiệu, đây là ông Lù, lý trưởng của làng này, chứ không phải lái buôn đâu. Vâng vâng, tôi xin trả tiền lại cho ông Lý. Đọc văn bản ông ký tối qua đi. Tôi nhận tội làm thuốc giả để lừa dân chúng. Tôi xin chừa, tôi sẽ thề tại miếu Thành Hoàng. Chết ta rồi. Chết gì, làng chưa xử tội ông là may đấy. Bởi vì ông chỉ làm thuốc giả để lừa tiền, chứ chưa gây hại đến sức khỏe cho ai, nên tôi phạt nhẹ đấy. Nộp hết thuốc giả đi. Ra miếu Thành Hoàng thề đi. Nói cho ông biết, Thành Hoàng làng này linh lắm đấy. Liệu đó mà thề. Ông tới kìa, chuẩn bị. Để tớ, tớ muốn báo thù. Lạy Thần Hoàng, con xin thề sẽ không bao giờ làm thuốc giả nữa. Thề thì phải giữ lời, nếu không ta bẻ cổ người đấy. Êu ơi, Thần Hoàng nói ạ. Ta đã bảo Thần Hoàng lần này linh lắm. Cúi xuống cho ta làm phép, người mà phạm lời thề thì chết tôi ngay. Dạ con cúi. Chát. Ui ui, thần đánh đầu quá. Cúi xuống cho ta làm phép tiếp. Xin thần đừng đánh con nữa, con chừa mà. Không cúi là thề không thành thật. Ta cho người chết ngay tại đây. Hô.
Cuối cuối còn cuối. Chắc. Còn chưa mà, thần đừng đánh con nữa mà. Nhớ đấy, còn tái phạm thì chết với ta. Gì đây? Trả tiền mua thuốc lại cho dân làng. Hít sạch túi, đồng tiền phi nghĩa không bao giờ tồn tại. Ủa, mày đi đâu mấy bữa nay? Đáng lý con tố cáo ông tội bắt cóc con, nhưng nghĩa tình bao nhiêu năm nay nên thôi. Nhưng ông phải cho con biết nhà con ở đâu. Mày không sợ bị bùa đánh chết à? Ông đừng lừa con nữa, lá bùa đó con ném vào xó bếp rồi mà con vẫn sống nhăn đây. Thật ra tao đâu có bắt cóc mày, mẹ kế của mày bán cho tao đấy. Về Phú Yên hỏi nhà ông Phú Hộ Thưởng thì rõ. Ơ, thằng khỉ gió là con nhà Phú Hộ, con nhà giàu đi bán thuốc dạo. Nó sắp khóc kìa, đừng chọc nó. Về ngủ đi, sáng mai tớ sẽ đưa cậu về quê. Ha ha, giờ bắt mà ra ông thầy thuốc xạo này. Mày mốt giàu thì đừng có quên tớ đấy nha. Hai đứa đi cẩn thận, tìm được nhà khỉ gió thì con về ngay, không được ở chơi lâu đấy. Chà, vòng về con đi một mình mợ lo quá. Không sao ạ, con sẽ bảo thằng khỉ gió đưa con về. Rồi con lại đưa nó về. Dạ, hai đứa con sẽ luôn phiền đưa nhau về nhà tới già luôn ạ. Tớ bị say ghe, đi không được. Để tớ cổng, tớ đi ghe thường xuyên nên không hề bị say sóng. Này, cậu bảo là cậu đưa tớ về hay là tớ đưa cậu về vậy? Nhỏ con mà đặng khiếp. Cho con hỏi thăm, chú biết nhà ông Phú Hộ Thưởng không ạ? Thưởng nào, ở đây có hai ông Thưởng, một đẹp trai, một ông xấu. Dạ, ông Thưởng xấu ạ. Sao cậu biết cha tớ xấu? Cha nào con nấy, nhìn cậu thì biết cha cậu không đẹp dai. Nhà ông Thưởng xấu thì đi hướng này, quẹo trái năm lần thì tới. Ông Thưởng đi ăn dỗ, mấy ngày nữa mới về. Dì ơi, con là thằng khỉ gió đây ạ. Nhà này có ai tên là khỉ gió? Đừng có thấy nhà giàu rồi nhận quen bữa à. Chà, không biết tên của cậu là gì, làm sao mà giới thiệu. Con là con của bố Thưởng, bị bắt cóc hồi nhỏ. Mực, tiễn khách. Ói ói, quậy hả? Ra chợ tìm gì bỏ bụng, sẵn dịp mình điều tra xem có ai biết cậu không. À, nhà ông Thưởng xấu có một thằng con trai bị bắt cóc từ nhỏ, tên là Thần Tiền, mẹ nó là bà Sầu Đông. Bà ấy chết khi nó lên 1 tuổi. Tại mẹ cậu có tên buồn quá nên đời cậu buồn. Ừa, bộ hết tên rồi hay sao mà lại tên là Sầu Đông? Dì ơi, con là thằng Tiền đây ạ. Mực, tiễn khách. Bà không chịu nhận cậu rồi. Bà sợ nhận tớ sẽ bị lòi ra cái tội bán tớ. Tớ có cách để buộc bà phải nhận cậu. Quýnh nè, bà có nhận tớ thì cứ xem như tớ bị bắt cóc, chứ đừng nói ra chuyện bà bán tớ nhé. Sao vậy? Bố tớ mà biết sẽ đuổi bà đi, tội nghiệp mấy đứa em cùng cha khác mẹ của tớ. Xem lại đi nha, mấy bà vợ kế thường nặng cân hơn con riêng của chồng đấy. Chưa biết cha cậu đuổi bà hay đuổi cậu à. Cũng có lý, nhưng thôi, dĩ hòa vi quý đi. Cậu này có hiếu ghê, để tớ tìm cách. Chú, cho con thuê bộ đồ của chú 1 canh giờ, còn trả chú 1 đồng. 1 đồng thì tao chịu, nhưng tao không có mặt gì ở trong hết. Chú cứ cởi ra đi, còn có cách. Đi lại lại nhé mày, đường này nhiều phụ nữ qua lại lắm đấy. Thưa bà, con là lính trên huyện, con đến đây trước là để giúp bà, sau đó là con kiếm ít tiền. Bà cho con tiền, con sẽ báo cho bà một tin rất quan trọng. Có thể bà sẽ ở tù đấy. Muốn tống tiền ta, ta làm gì mà ở tù? Thưa, chuyện bán thằng Tiền hơn 10 năm trước. Hả? Ông thầy thuốc phỉnh bị bắt ngồi Phú Xuân đã khai việc bà bán thằng Tiền cho ổng. Ngồi Phú Xuân gửi lệnh vào điều tra bà. Chết rồi, chuyện xưa quá mà lại xì ra. Cho con Tiền, con sẽ bày cách cho bà thoát tội. Tiền nè, nói lẹ đi. Ông Phỉnh khai rằng thằng Tiền đã bỏ ổng về đây rồi. Bà mau tìm đưa nó về nhà. Hễ quan xuống điều tra
thì bà bảo nó nói từ nhỏ tới giờ nó vẫn ở nhà, chứ bà không bán nó cho ai cả. Quan sẽ kết tội ông Phỉnh khai gian để hại bà, chứ bà không bán ai cả. Hay, cho thêm tiền nè. Chúng mày chia nhau đi tìm hai đứa nhỏ, một đứa đầu trọc, đứa kia có cái chỗm tóc trên đầu. Giờ làm gì đây Quỳnh? Chờ họ tới, năn nỉ cậu về. Hai đứa nó đây này. Thì tớ nói có sai đâu. Bà Phú Hộ thưởng gọi cậu về gấp kia. Bạn con với bà ấy có liên hệ gì đâu mà gọi về. Hai đứa nó không chịu về bà ơi. Để tao đi mời vậy. Tiền ơi, dì biết lỗi rồi, dì ân hận lắm. Con về để dì săn sóc, bù lại những ngày cực khổ của con. Về đi con, cha con nhớ con lắm. Hít. Nước mắt cá sấu thấy ghét. Cậu về đi, nói cho cha cậu biết việc cậu bị bán đi. Dì lại con đừng nói chuyện ấy cho cha, con hãy nói là con bị bắt cóc. Được rồi, con sẽ không nói chuyện ấy. Cậu tiền không nói, nhưng con sẽ nói nếu bà bạc đãi cậu ta. Con ở gần đây thôi, hễ con nghe bà bạc đãi cậu tiền thì con sẽ qua mách với ông. Không, không bao giờ, ta sẽ xem nó như con ruột của ta. Nếu Hoàng có hỏi, con nói thế này nhé. Xì, mấy đời bánh đúc có xương, bà phải thương nó để cứu mạng bà, đừng có xạo. May mà thằng tiền nó hiền, chứ gặp đứa khác thì bà chết chắc.